Xin chào tất cả các bạn. Trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để các bạn chèn bảng và các cái thao tác làm việc với bảng ở trong Word. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách để các bạn chèn ảnh vào trong văn bản Word. Thì mình đã chuẩn bị một cái đoạn văn bản giới thiệu về Hà Nội ở đây. Thì bây giờ mình muốn làm cho cái văn bản này nó trở nên sinh động hơn và giúp cho người xem ấy, người ta có thể có một cái nhìn trực quan hơn, thì mình sẽ chèn ảnh vào trong này. Thì để chèn được ảnh vào văn bản thì chúng ta làm như sau. Sau khi soạn thảo văn bản xong, chúng ta sẽ tiến hành chèn. Và muốn khi các bạn muốn chèn ảnh ở vị trí nào ấy, thì các bạn sẽ đặt con trỏ chuột ở cái vị trí mà các bạn muốn chèn. Các bạn sẽ đặt con trỏ chuột nhấp nháy ở cái vị trí bạn muốn chèn đó. Sau đó các bạn sẽ chuẩn bị ảnh sẵn, hoặc các bạn hoàn toàn có thể chèn ảnh online nếu như các bạn sử dụng bộ Office 365 như mình đang sử dụng đây. Thì các bạn có thể vào mục Insert. Trong mục Picture này, các bạn có thể quan sát thấy một là Zip Device, là các bạn sẽ chọn ảnh mà các bạn đã chuẩn bị sẵn ở trong máy tính. Thứ hai là các bạn có thể chọn là Stock Image, là các bạn sẽ chọn là chèn ảnh trực tuyến. Và tiếp theo là Online Picture. Thì đối với Online Picture này thì các bạn cần phải có đường link để dẫn tới cái ảnh đó ở trên đường link dẫn tới trang web mà có ảnh ấy. Thế còn lại Stock Image này là sẽ chọn là ảnh trực tuyến. Thì đối với chọn ảnh trực tuyến này thì các bạn cần phải có máy tính kết nối mạng, và cái mạng của các bạn đã bảo đảm ổn định thì chúng ta sẽ chèn rất là nhanh. Thì ở đây mình sẽ không hướng dẫn các bạn cái mục mà chèn trực tuyến nữa, mà mình sẽ chèn khi đối với cái ảnh mà mình đã chuẩn bị sẵn. Thì các bạn sẽ cho vào mục Zip Device. Đấy, sau đó các bạn sẽ ở đây mình đã lưu ở đây là cái ảnh thứ nhất này, và sau đó mình sẽ chọn cái ảnh này và mình sẽ chọn là Insert. Và các bạn quan sát là khi mình insert vào rồi ấy, thì cái ảnh của mình nó sẽ hiện ra như này. Nó có thể là nó sẽ không hiện lên toàn bộ để chúng ta nhìn thấy được. Thì khi chèn ảnh vào, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện ra một cái mục như này. Mà đối với các cái phần Word 2007 trở về trước ấy, thì nó sẽ hiện ở đây là cái mục này, nhưng mà nó ở trong nó là một hình cái con chó màu đen. Thì còn đối của mình là Word Office 365 thì nó sẽ hiện ra một cái hình màu cung như này. Thì mình sẽ click chuột vào đây, ở trong phần Picture Format ấy. Picture Format này, này. Nó có phần Wrap Text này này. Đấy, thì mình sẽ chọn này. Đấy, các bạn quan sát thấy nó có các kiểu như là Square, hoặc là Tie, Throat, Top and Bottom. Đấy, mình có thể chọn là Top and Bottom. Đấy, sau đó mình sẽ kéo cái ảnh của mình xuống. Đấy, như vậy mình thả ra. Như vậy là sau khi kết thúc cái đoạn thứ nhất giới thiệu về Hà Nội, giới thiệu tổng quan về Hà Nội, vị trí địa lý đấy, thì mình đã có một cái ảnh thế này rất là đẹp. Đó. Tiếp theo là đối với cái đoạn thứ hai, giới thiệu về cái đoạn thứ hai về cái truyền thống của Hà Nội, thì mình có thể mình sẽ chèn tiếp một cái ảnh nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục vào Insert, chọn Picture, Zip Device. Đó, sau đó các bạn sẽ chọn một cái ảnh thứ hai này, là mình cũng chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Thì tương tự như vậy, mình cũng sẽ vào mục Picture Format, sau đó Wrap Text, mình sẽ chọn là Top and Bottom. Sau tiếp tục mình sẽ kéo con trò chuột, kéo cái ảnh này. Sau đó mình cũng tương tự như vậy, mình sẽ điều chỉnh bé lại một chút. Đó, như vậy là các bạn đã có một cái đoạn văn giới thiệu về Hà Nội kèm theo các cái ảnh ý, minh họa rất là độc đáo, đúng không ạ? Rất là độc đáo. Đấy, và đây thì các bạn khi chèn các bạn thấy nó có xuống hai cái chữ này, thì các bạn sẽ áp dụng cái cách như của mình, các bạn bôi đen cái dòng vừa rồi vào, cái đoạn văn vừa rồi. Đó. Sau các bạn sẽ nhấn Ctrl D hoặc là vào phông nữa, các bạn sẽ co cho mình lên để cho cái chữ đó sẽ lên dòng trên đó. Như vậy thì sẽ rất là đẹp, đúng không ạ? Đoạn văn bản đó chính là cái cách mà các bạn căn chỉnh văn bản mà mình đã hướng dẫn. Như vậy là cái chèn ảnh vào văn bản. Giờ tiếp theo nữa, tiếp theo ngoài cái mục chèn ảnh này ra, thì các bạn sẽ có thể chèn các cái đối tượng ở đây, đó là các cái shape. Cái shape tức là các bạn sẽ chèn, ví dụ như là các bạn muốn vẽ ra các cái hình, có thể là hình chữ nhật đó, hoặc các bạn có thể chọn là các cái hình đối tượng khác, hoặc là ngôi sao đó, các bạn có thể chọn vào đây, sau đó các bạn sẽ đổ nền đó, cờ thì đỏ và sao các bạn sẽ đổ thành màu vàng đó.
đúng không ạ? Đó là cái cách để các bạn sẽ chèn được các cái đối tượng, các cái shape này. Đấy. Hoặc là các bạn có thể chèn các cái icon, các cái mẫu icon này thì các bạn sẽ click vào. Hoặc là ngoài ra là đối với Office 365 ở đây nó hỗ trợ chèn, nó là 3D mode, tức là chèn các cái hình ảnh 3D. Thì đối với chèn hình ảnh 3D này thì các bạn cũng có thể chuẩn bị sẵn ở trên máy, hoặc các bạn có thể click vào đây, các bạn có thể click vào, có thể là zip device là có sẵn trên máy, hoặc các bạn sẽ chọn là stop 3D model để các bạn sẽ chèn trực tuyến ở trên mạng. Tiếp theo nữa là các bạn có thể chèn biểu đồ. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể chèn một cái textbox, mà các bạn có thể quan sát là trong mục insert nó có cái textbox này. Các bạn có thể click vào, các bạn chọn các cái kiểu textbox có sẵn. Rất nhiều kiểu textbox có sẵn ở đây. Các bạn có thể chọn, hoặc các bạn sẽ chọn là draw textbox để các bạn vẽ ra một cái hộp textbox, và các bạn có thể soạn thảo vào trong đó. Mình soạn thảo một dòng đó là hướng dẫn cách soạn thảo văn bằng đó. Như vậy là các bạn hoàn toàn có thể chèn cái textbox vào, và khi chèn xong textbox ấy, nếu như các bạn không muốn còn cái đường viền này nữa thì các bạn chỉ việc click vào cái đường viền này, được chưa? Click vào cái đường viền này, các bạn vào mục save format, trong mục save outline các bạn chọn cho mình là no outline thì nó sẽ tắt hẳn cái đường viền của các bạn luôn. Đó là cách để các bạn chèn một số cái đối tượng vào trong văn bản. Tiếp theo là chúng ta có thể chèn chữ nghệ thuật, đúng không ạ? Insert word art, các bạn có thể chèn chữ nghệ thuật, hoặc là các bạn sẽ chèn các ký tự đặc biệt. Các bạn chọn insert symbol để chèn các cái ký tự đặc biệt. Đấy. Nó sẽ hiện ra rất nhiều ký tự đặc biệt ở đây. Đấy, các bạn có thể chọn để các bạn chèn vào cái văn bản của các bạn. Thì đối với chèn cái này thì các bạn sẽ đặt con trỏ chuột ở vị trí cần chèn. Các bạn chọn một cái ký tự bất kỳ. Đấy, sau đó các bạn nhấn insert thì ngay lập tức nó sẽ chèn cho các bạn, và sau đó các bạn nhấn close. Đây, các bạn quan sát thì con trỏ chuột của tôi ở đây. Nó sẽ chèn cho tôi ở đây. Đó. Tiếp theo nữa là các bạn có thể chèn công thức toán học bằng cách vào insert, chọn equation. Đó. Ở đây nó sẽ có rất nhiều các công thức khoa học, công thức toán học có sẵn để các bạn chọn. Thì các bạn muốn công thức nào thì các bạn cũng tương tự như vậy. Các bạn muốn công thức nào vậy thì các bạn sẽ muốn chèn vào đâu vậy thì các bạn sẽ đặt con trỏ chuột ở vị trí đó, sau đó các bạn sẽ chọn công thức. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ tiến hành là soạn thảo đánh và cái công thức này, và phía trên này là các cái mục để chúng ta căn chỉnh nhập các cái, tiếp tục nhập các cái công thức toán học, các cái ký hiệu vào đây. Tiếp theo nữa là để khẳng định được cái bản quyền, cái thương hiệu của chúng ta ấy, thì mình hướng dẫn các bạn một cái nữa, đó là chúng ta sẽ chèn một cái chữ chữ M ở trong các cái trang văn bản của các bạn. Thì để chèn được cái chữ M ở trong các cái trang văn bản của các bạn thì các bạn làm như sau. Các bạn sẽ vào mục design, sẽ vào mục là watermark, watermark. Đấy. Các bạn sẽ quan sát thấy ở đây nó sẽ có rất nhiều các cái kiểu chữ M ở đây. Đấy. Thì các bạn sẽ chọn một kiểu chữ bất kỳ. Đó. Thì như vậy là khi các bạn click vào nó sẽ hiện ra cái kiểu chữ của các bạn. Hoặc là vào đây, vào watermark này. Nếu như các bạn không muốn theo cái kiểu chữ mặc định này, đấy, thì các bạn sẽ chọn là custom watermark. Đấy. Thì cửa sổ custom hiện ra, các bạn sẽ soạn thảo cho mình vào đây. Đấy. Các bạn soạn thảo cho mình vào đây. Ở đây mình sẽ đánh cái kênh của mình vào. Đó. Các bạn nhấn OK. Đấy, các bạn thấy không ạ? Như vậy nó sẽ hiện các cái trang văn bản này, nó sẽ hiện cái chữ của mình, chữ M của mình ở đây. Đấy. Chữ M này. Mà nếu mà các bạn là người khác truy cập vào thì sẽ không thể xóa đi được cái những cái dòng chữ M này. Đấy. Và sau khi các bạn đã chèn cái dòng chữ M vào đây rồi, nếu như các bạn muốn thay đổi hoặc các bạn không muốn nữa thì các bạn sẽ nhấn Ctrl A. Các bạn vào watermark này, các bạn sẽ chọn remove watermark. Đúng không? Remove watermark. Các bạn click vào, như vậy nó sẽ mất ngay cái dòng chữ M đi. Đấy là mình hướng dẫn các bạn cách để các bạn khẳng định cái thương hiệu, cái bản quyền của các bạn đối với cái văn bản đó là như vậy. Như vậy là trong ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách để các bạn chèn một số cái đối tượng như là ảnh, hoặc là các bạn chèn textbox, hoặc là chèn shape, hoặc là chèn ký tự đặc biệt, hoặc là công thức toán học, cũng như là chèn cái chữ M trên nền các cái trang soạn thảo văn bản của các bạn.
để khẳng định thương hiệu hay bản quyền của các bạn. Để trong các video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là cái cách để thiết lập và chỉnh sửa các cái văn bản. Thì mong rằng các bạn sẽ quan tâm để theo dõi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.